Chào anh em, đến với Mê Cá Rồng. Không có một bạn hỏi mình cúp điện thì sao? Thì đa phần cúp điện là vào buổi sáng nè, với lại nhà nước có thông báo trước cho mình hết rồi. Nên chỉ cần mình có một cái máy sưởi tích điện như vậy là ok nè. Thì nếu như hồ mà chỉ hồ 1,5 m như mình mà chỉ có nuôi một con cá thì không có máy sưởi nó cũng ok luôn. Anh em nuôi nhiều cá thì bắt buộc phải có máy sưởi, còn nếu nuôi một hồ một cá thì cũng không sao chứ. Con cá này nó có thể chịu được một ngày nữa. Anh em vận chuyển bỏ vô bọc nó nằm trong đó được cả 2 ngày rồi. Đấy. Thì rất là dễ nha nè. Có cái máy sưởi, cái máy sưởi này nó chạy được 6 tiếng thì nó chạy được tới chiều rồi, thì nhịn thêm chút xíu nữa là tới giờ có điện lên. Còn vấn đề cúp điện buổi tối á, thì hôm bữa mình có bị một lần là do ở gần đây nó cháy nhà rồi nó cúp điện đột ngột, thì mình không biết là cúp điện luôn nè. Sáng ra cá mình nó nhảy thấy nó tát cái mỏ, thì với lại nghe cháy nhà là mình biết hồi tối đi cúp điện. Thì cái trường hợp đó là bất khả kháng này. Nếu như mà mình hay liền á, cúp điện buổi tối mà mình hay liền á, thì mình bật cho tụi nó cái đèn pin để tụi nó có cái điểm, tụi nó thấy đường, tụi nó nhìn. Chứ nếu mà cúp một phát mà tối đen thui tụi nó không thấy gì hết rồi tụi nó phóng nha nè. Thì chú ý cái vụ đó. Còn cái chuyện oxy trong hồ á thì nó quá đơn giản này. Bây giờ máy sưởi tích điện 200-300 ngàn bán đầy. Cảm ơn nè, chút xíu kinh nghiệm của mình.